tùy tục cho Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Với phương châm dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn khác biệt như thế nào, chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái khoảng cách mà chúng ta đang có và mình có gì đó thấu hiểu cho nhau hơn. Các thành viên của gia đình cũng sẽ có những người mà quý vị đã quen thuộc, có cả những người mới. Ngay sau đây anh em mình sẽ giới thiệu các thành viên của gia đình của chúng ta. Dạ. Đầu tiên là một cô gái rất quen thuộc rồi, Mikachu đến từ Pháp. Em có đồ chơi mới. Chính xác, bởi vì em đã upgrade rồi. Bây giờ em làm nhiều tiền hơn ngày xưa. Lúc trước là quạt giấy. Yeah. Nhưng bây giờ làm được nhiều tiền rồi là mình chơi quạt pin. Yeah. Có sự tiến bộ. Anh có muốn dùng không? À, không, anh không. Bay mất tóc của anh. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là Valentin đến từ Romania. Elena đến từ Nga. CJ đến từ Nigeria. Chúng tôi nhìn thấy CJ là chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng. Tại vì là có em trong chương trình là sẽ đảm bảo thời lượng phát sóng. Còn vắng em là còn có một nửa chương trình. Chương trình nhập ra thủ tục xin giới thiệu chàng trai vàng trong làng ít nói. Mình anh cân một nửa chương trình rồi. Và anh cứ nói thẳng đi là em nói nhiều quá. Đại khái như vậy. Chúng ta cùng chào đón một thành viên tiếp theo, đó là Amber đến từ Anh. Một thành viên đến từ Nhật Bản, khỏe, mạnh. Bây giờ thì xin mời các bạn trở về vị trí, chắc là các bạn... Hả? Dạ không, trước khi vào chúng ta ngồi bàn về một cái vấn đề nào đó thì em muốn là mọi người phải chơi một cái trò chơi game nhỏ chơi nào game. Đó mà hiện tại là em thấy game đó rất là hot và em nghĩ là cái đó nó rất là phù hợp cho tất cả thành viên ở đây nữa. Dạ, dạ, nhưng mà tất nhiên là anh với em là MC thì không có chơi. Không được chơi. Dạ. Còn 6 người còn lại chia ra 2 nhóm và chúng ta sẽ chơi là nối từ. Nối từ. Thôi, MC sao? Không chơi vì sợ thua đúng không? MC không chơi vì sợ thua đúng không? Chúng tôi trách nhiệm ở đây sẽ là những người ra đề. Và hai đội, đội bên này gồm có Valen, CJ và Khỏe Mạnh. Còn đội bên này là ba cô gái xinh đẹp của chúng ta. Ok, từ đầu tiên đó là từ Thành Danh. Xin mời em. Thành Danh á? Dạ, danh tính. Tính cách. Tính cách, rồi. Cách làm. Làm việc cho nó dễ. Làm việc, rồi, ok. Việc nhà. Nhà. Một. Hai. Nhà ở. Nhà ở. Bố. Nhà ở, ok. Nhà. Xin mời Amber, ở gì? Ở nhà. 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 Không. Ở trong lòng, ở lòng. Không, từ đây không có. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ở gì? Xin các con. Ở không. Không gian. Gian dối, gian dối. Gian dối. Dối lòng á? Lòng lợn, lòng lợn. Lòng lợn, ok. Ôi. Lợn rừng. Rừng cây. Cây cối. Cái này chết này. Chưa hiểu cái cối là cái gì. 1 2 3 3 Cối lòng. Cối lòng. Không. Làm gì có cối lòng. Cõi lòng khác, cõi khác cối. Hết giờ, hết giờ, tôi được rồi. Cối nó có cái từ gì nữa anh? Cối thì có thể có cối xay. Là gì? Cối xay là cái dùng để xay bột. Tức là từ gạo em xay ra thành bột ấy. Vậy là bên đội các bạn trai đã thắng 1-0. Từ tiếp theo, lập nghiệp. Nghiệp dư. Nghiệp dư. Dư. À, okay. Dư. Nghiệp dư. À, nghiệp dư. Dư thừa. 5 4 3 2 1 Thừa. Hết rồi. Thừa có quá nhiều luôn. Thừa kế. Thừa kế là cái gì? Là người phía trước người ta chết xong rồi người ta đưa cho người còn lại á. Thừa kế rồi thừa nhận. Thừa nhận, trời ơi, cho một cái bài rap của em vừa nói xong, trời ơi.
Xin mời em rap okay. Đoạn đấy. Nếu để em về một mình tiếng Anh là tụi đồ, thôi em lấy xe em đi cho thế nào phải trầm trồ. Có từ nhất ngôn là có từ dại, mà có từ nói đại là có từ khôn. Vì em hấp hồn, anh thấy cái mắt trí, nên anh nói điều gì thì cũng thành vô lý. Anh không làm gì đâu, anh nói thật, còn anh nghĩ ra sao cứ cho là bí mật. Nếu làm gì sai thì anh sẽ thừa nhận. Có thừa nhận, vâng. Chúng tôi xác nhận là có thừa nhận. Như vậy thì số hiện giờ đang là một đều. Và từ thứ ba. Quê hương. Hương thơm. Thơm ngon. Ngon lành. Lại bài rap nữa rồi. Lành gì? Lành mạnh, không phải một từ đúng không? Lành mạnh, ok, mạnh gì? Mạnh khỏe. Khỏe mạnh. Không được, không được. Khỏe mạnh và mạnh khỏe là giống nhau rồi. Ok. 2, 3, 4, 5. Hết giờ. Rồi, như vậy là sau phần thi của chúng tôi khởi động ban đầu thì chúng tôi đã quyết định được ra đội chiến thắng, chính là đội các bạn nữ xinh đẹp ở đây. Chúng ta vừa rồi nối từ ấy thì nó cũng chỉ là một cuộc chơi vui thôi, nhưng nó cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Cuộc sống nó cũng giống như nối từ ấy, chúng ta cứ được cuộc sống giao cho một từ, chúng ta lại nối tiếp cái từ đấy, xong cuộc sống lại giao thêm, chúng ta cứ nối dần. Và nhìn lại cả một quá trình nối từ đấy của chúng ta trong cuộc sống, người ta gọi chung một từ, đó là lập nghiệp. Và hôm nay anh em mình sẽ nói chuyện về chủ đề lập nghiệp. Và kính thưa quý vị, hôm nay Harry sẽ giới thiệu một khách mời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Xin mời. Cảm ơn Nguyễn Văn Trung rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trung cũng thông cảm, đáng ra cái phần biểu diễn của Trung là nó sẽ được yên lành. Nhưng mà thành viên trong gia đình này, thứ nhất là cứ nghe nhạc là nhảy, thứ hai nữa là chắc là cả cái đợt Tết vừa rồi ở nhà nhiều quá, cũng cuồng chân cuồng tay, nên là thấy có nhạc đấy là phải ra nhảy ngay. Dạ, trước tiên là em xin cảm ơn đội nhảy. Tại vì bình thường em không biết nhảy, em chỉ đứng hát một mình thôi nên có đội nhảy là em sung hơn nhiều. Nhưng mà đây là đầu tiên được nghe Nguyễn Văn Trung hát ấy. Quý vị thường nghe đến Nguyễn Văn Trung thì thường thấy gắn liền với các bài hát là mang tính tình cảm và gia đình. Mẹ ơi có biết con yêu mẹ nhiều đấy. Nhưng mà thực ra Nguyễn Văn Trung còn một mảng nữa, đó là những bài tình ca như vừa rồi mà các bạn nhảy tưng bừng. Xin giới thiệu cả nhà cùng chào đón Nguyễn Văn Trung. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi chọn một chủ đề mà chắc là các bạn trẻ, thậm chí cũng không trẻ lắm nhưng chúng tôi cũng đang rất quan tâm, đó là lập nghiệp như thế nào, chúng ta cần gì để lập nghiệp, chúng ta cần có vốn đầu tư, cần có kỹ năng, cần có ước mơ, cần có tầm nhìn, vân vân, cần rất nhiều thứ để lập nghiệp. Và ngày hôm nay tất cả khách mời Nguyễn Văn Trung và các bạn ngồi đây đều là những người đã trải qua quá trình lập nghiệp rồi. Các bạn ở đây cũng là những người đang có những thành công nhất định trên một đất nước xa lạ, tại vì các bạn đến từ những đất nước khác. Sẽ có rất nhiều góc nhìn về việc lập nghiệp. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn thật kỹ, nói thật nhiều về chủ đề lập nghiệp này. Đầu tiên hỏi về nghề nghiệp của mọi người và mọi người đang làm ở đây là như thế nào? Đang làm nhân viên hay đang làm chủ? Hỏi Nguyễn Văn Trung trước đi. Dạ, em là nhạc sĩ. Em đã làm nghề này được 20 năm rồi. Năm nay là đúng là kỷ niệm 20 năm của em. Anh bắt đầu nghề nghiệp này khi anh bao nhiêu tuổi? Năm 18 tuổi, lúc đó đang là sinh viên năm nhất của khoa du lịch khách sạn, trường đại học ngoại ngữ tin học. Thì đáng lẽ là theo như logic bình thường là mình ra mình sẽ làm hướng nhân viên du lịch, nhưng mà tại vì lúc đó là lo yêu đương cái xong rồi bị bỏ. Cái tuổi 18 ấy là cái tuổi mà anh em mình rất dễ làm thơ hay thích làm nhạc, tại vì cái tuổi nó vậy. Mà đương nhiên người yêu bỏ là một sự kiện lớn rồi. Sự kiện này đã khiến anh để đi theo ước mơ của anh. Lúc đó là anh phải học một cái gì đó để cho mình quên đi cái nỗi buồn. Và lúc đó là em tự học đàn, cái bắt đầu đàn những cái bài hát ngày xưa. Cái viết bài đầu tiên, em viết đầu tiên xong em thấy nó dở quá, cái em bỏ qua một bên. Bài thứ hai nó vẫn dở, cái bài viết nữa, viết đến bài thứ 5 là bài Vầng Trăng Khóc, bài thứ 6 là bài Mộng Thủy Tinh, rồi bài thứ 11 là bài Đêm Trăng Tình Yêu, là bài nãy giờ chúng ta vừa hát với nhau. Thì thôi em đừng mong nhớ. Ôi, em rất là thích cái bài hát đấy, ngày xưa em hát ở karaoke vườn bài đấy là mãi. Em hát như con ngựa nhưng mà em vẫn thích bài hát đấy. Cái bài đó thì lúc nó hot quá trời hot luôn. Đúng rồi, người Hàn Quốc ai cũng biết bài đó luôn. Hàn Quốc ai cũng biết đó, hả? Người Hàn Quốc rất là nhiều người biết bài đó, cho nên đi karaoke là người Hàn Quốc là người ta tranh nhau hát bài đó không? Có cả bài đấy tiếng Hàn Quốc? Dạ không, bài đó tiếng Việt. Nhưng mà cái nghe giai điệu người ta sẽ dễ hát anh. Rồi lúc đó thời điểm đó em gọi điện thoại cho ai hết là cũng là bài đó hot luôn. Bây giờ thì Nguyễn Văn Trung đang làm công việc gì? Em đang tham gia trong một công ty hay em làm chủ một công ty? Em không có công ty nào cả và em đang tự làm một mình. Như vậy là coi như là làm chủ đấy, chẳng qua công ty này là một thành viên. Rồi bây giờ hỏi sang bên chỗ chị em đi, Elena, em đang làm chủ hay đang làm công? Em đang làm chủ, em đã từng làm công và bây giờ là chồng mình là chủ của công ty, còn mình là chủ ở nhà, mình là chủ của chủ.
Còn em, Valent? Thì ngày xưa em cũng làm công. Bởi vì em sang Việt Nam em học ở Học viện Ngoại giao. Trong thời gian học em cũng đã bắt đầu dạy tiếng Anh là một công việc riêng. Tốt nghiệp xong thì em thấy em không muốn ra khỏi Việt Nam. Và em muốn ở lại đây thì em đi theo cái nghề nghiệp giáo viên dạy tiếng Anh. Cái lớp tiếng Anh của em, chứ không phải dạy cho trung tâm. Hiện tại thì em đang làm công, nhưng mà em thường là làm việc dạng tự do đó, thì mình giống như là mấy anh thôi, làm việc mình làm chủ của bản thân mình. Việc chính của em là em dạy là yoga theo trị liệu. Con khỏe mạnh. Bây giờ em vẫn là sinh viên trường đại học ở Hà Nội ạ. Nhưng mà em đi làm thêm tại một trung tâm dạy tiếng Nhật. Em có kế hoạch nào để em chuyển vào Sài Gòn không? Vì anh muốn học tiếng Nhật. Học online. Học online thì không hiệu quả lắm. Bây giờ là không nhận mũi trong công rồi lắm. Rồi, còn Mikachu thì sao? One, two. Em xin phép giới thiệu về cuộc sống của em. Em là businesswoman. Em là chủ trong cuộc sống của em, dạy stream miễn phí trên TikTok của em, Mikachu nha, rất là vui. Ngoài ra em cũng là chủ của Facebook page của em. Biết là em cũng là MC, diễn viên, ngôi mẫu, một người nghệ sĩ như anh. Em chào anh. Em không bao giờ nghĩ người ta thuê em. Em nghĩ là em là người có sự lựa chọn để đồng ý với một dự án như thế nào. Em luôn luôn suy nghĩ là mình là chủ của cuộc sống của mình. Cái này là vấn đề triết học đấy. Cái này anh em mình chỉ hỏi đơn giản là có công ty hay là không có công ty. Yeah. Thế thôi. Em nói dài quá mà triết học đấy. Triết học. CJ. Em hiện tại em đang là chủ của công ty của riêng em. Đó là CJ Media, chuyên về truyền thông. Rồi, như vậy là trong đây nếu mà gọi là đúng mô hình là làm chủ nhất thì là có CJ. Giám đốc các thứ đàng hoàng. Ok. Đoạn đầu anh em mình chỉ hỏi han về tình hình công việc của mọi người thôi. Bây giờ sẽ hỏi thêm một chút nữa. Đầu tiên là nói về quan điểm đi. Hôm nay chúng ta sẽ tranh cãi về một quan điểm: làm công hay nên làm chủ. Thì có một câu mà mọi người vẫn hay nói: làm thuê là đi thực hiện ước mơ của người khác. Các em đồng ý hay không đồng ý? Không đồng ý. Mày là tăng thế nhỉ? Thì thế bản thân anh cũng khó chọn. Tại vì cái gì cứ có hai cho nên anh không chọn được. Em thấy tất cả phụ nữ là đều là không đồng ý hết. Mời em trước đi, tại sao không đồng ý? Đôi khi cái ước mơ mà làm công á, đó là một cái ước mơ của em. Và em không bao giờ nghĩ cái đó là làm công cho ai hết, mà đó là làm cho bản thân em. Giống như là hồi xưa em làm thông dịch viên á, em rất là mê cái nghề đó. Có những người dịch quá sát nghĩa, nhưng mà dịch sát nghĩa chưa chắc là đúng. Và cái từ vựng này Việt Nam thì không có. Có những cái từ vựng Việt Nam có, nhưng mà bên Hàn Quốc thì lại không có. Cái quan trọng nhất là người ta phải gửi cái cảm giác mà người ta muốn nói cái vấn đề này với cái hướng là tích cực hay là tiêu cực gì đó chẳng hạn. Thì em nghĩ là cái đó rất là quan trọng. Và đôi khi người ta chửi thì mình chẳng lẽ mình chửi người ta, mà mình chửi sát nghĩa thì người ta nó banh rồi. Chửi thì mình bớt chửi lại. Còn cái gì mà mình người ta khen thì mình khen lố hơn thêm xí nữa. Để cho nó mọi người có thể có gì đó hợp tác vui vẻ hơn. Cho nên với em nha, em cảm thấy là cái đi làm công, đi thông dịch viên á, đó nó không phải là làm cho thực hiện ước mơ cho người ta, cũng có thể là đúng. Nhưng cảm thấy là em làm một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Ok, đúng là đối với chị, đó là ước mơ của chị. Chị làm cái việc đó chị thấy chị thích. Nhưng mà rốt cuộc cái công việc mà chị vẫn đang làm, nó vẫn là để giúp chủ của công ty đó xây dựng ước mơ của ông ấy. Nhưng mà cái công việc mà chị đang thực hiện, nếu có lẽ là không có chị thì có thể là công việc nó sẽ không suôn sẻ. Và công việc đã suôn sẻ thì ai là người được nhiều nhất? Chính là chủ. Thực ra thì Harry cảm thấy Harry rất là may mắn là Harry gặp chủ nào cũng tốt hết luôn. Cho nên mình được cái gì là họ sẵn sàng là chia một cái gì đó cho mình. Và Harry nghĩ là nếu mà mình được tốt, chủ tất nhiên là được lợi nhiều. Mà tất nhiên là chủ mà người tốt thì chủ đó cũng sẽ chia lợi nhuận cho nhân viên cũng nhiều. Mà ví dụ bạn làm công và ước mơ của bạn là cùng ước mơ của chủ thì có vấn đề gì nếu mà mình làm công cho chủ? Có vấn đề đó. Bởi vì thực ra giống như Harry Won nói là bạn ý có ước mơ để làm việc như vậy thì đang xây ra ước mơ của mình. Và trong khi xảy ra ước mơ của mình thì cũng xảy ra ước mơ của người khác. CJ hoàn toàn là không đúng ý. Thì em có nói là nhân viên nó thiệt đâu. Mình đang làm nhân viên thì rốt cuộc cuối cùng cái việc mình đang làm là mình đang xây dựng ước mơ của người khác. Mika muốn nói về một quyển sách của một tác giả Nhật Bản, Rich Dad Poor Dad. Và trong quyển sách đó, tác giả giải thích là khi mình muốn trở thành chủ hoặc là mình muốn thành công thì đầu tiên mình phải làm việc miễn phí. Mình không suy nghĩ về tiền, mình suy nghĩ về cơ hội.
về cơ hội học, về cơ hội connect với người khác, về cơ hội phát triển trong cuộc sống của mình. Cho nên Mika muốn nói là khi người ta thuê mình để làm, đấy là một cơ hội để học và trong tương lai trở thành người chủ. Cho nên nếu mình không làm thuê thì làm sao trong tương lai mình có thể làm chủ. Nhưng mà làm sếp thì không có dễ. Khi mà mình làm chủ một công ty, mình làm chủ một đám con người đó, mỗi một lần mà mình ra ý kiến hay là mình ra một quyết định gì đó là mình đang quyết định cho một rất là nhiều người. Tại vì hồi đó ba mẹ của Amber kinh doanh rất là nhiều, họ có rất là nhiều công ty. Và cái áp lực á, trong một cái quyết định của mình trong mỗi ngày thôi, nó ảnh hưởng biết bao nhiêu là con người. Thì đúng, có thể nói là nếu mà mình làm công thì là mình cũng có thể đạt ước mơ cho người khác. Amber không có không đồng ý chỗ này. Nhưng mà sự thật là Amber cảm thấy những người mà làm chủ á, cái cuộc đời của họ đó nó rất là áp lực, mà họ không có được sống như họ muốn. Em vote là không á, không phải là mình làm công là mình thực hiện ước mơ cho người khác đâu. Thật sự á, khi mà mình làm công á, có thể là cuộc đời của mình nó dễ dàng hơn nhiều. Mình có đủ lương ở trong tài khoản, mình nuôi được gia đình của mình sống được một cuộc sống nó rất là bình thường, nó nề nếp. Rõ ràng là trong cái câu hỏi này á, mình phải nghĩ về làm chủ là làm chủ một doanh nghiệp, chứ không phải làm chủ về cuộc đời của mình. Tại vì nếu mà hỏi là làm chủ cuộc đời của mình là nó lại là một cái câu trả lời khác. Và đây là chúng ta đang gói gọn lại là làm công hay làm chủ một doanh nghiệp. Lúc mình làm công có nghĩa là lúc đó, một là mình chưa xác định được ước mơ của mình, hai là mình chưa có đủ điều kiện để mình thực hiện ước mơ của mình. Đúng. Thì mình phải làm công. Trong trường hợp của Mikachu nói là nếu mà làm công là trong thời gian đầu làm công làm miễn phí hay này kia là anh không đồng ý. Nếu mà em có được nguồn tài chính ổn định, được cái sự hậu thuẫn của gia đình, em sẵn sàng em chấp nhận làm công miễn phí, em làm công em chịu thiệt một chút để em học kinh nghiệm, đó là việc của em. Nhưng mà có những người họ rất khó khăn, ví dụ họ dưới quê lên Sài Gòn, họ phải trả tiền thuê, trả tiền ăn, trả tiền điện, thì họ phải làm công và phải có lương. Ví dụ trong lĩnh vực nghệ thuật, nhiều lần khi mình bắt đầu mình muốn đi lên, mình phải đồng ý làm nhiều show miễn phí chỉ để người ta quan tâm về bản thân mình. Nhưng mà để cho em làm miễn phí trong cái lĩnh vực đó thì em phải làm có tiền trong một lĩnh vực khác, đúng không? Rồi em mới chấp nhận, có nghĩa là em đã có ước mơ của em. Nhưng mà anh ơi, trong cuộc sống của chúng ta, mình không phải chỉ có tiền. Cho nên đấy là lý do em nghĩ là khi mình mới bắt đầu trong lĩnh vực này, mình không cần suy nghĩ về tiền, mình phải suy nghĩ về connection. Giả sử trong trường hợp mà Mikachu đang phải thuê nhà, đang phải ăn, đang phải làm thế này, phải di chuyển, đúng không? Mikachu, nếu mà Mikachu không có tiền để đổ xăng vào trong xe máy thì Mikachu đi làm việc kiểu gì, đi lấy kinh nghiệm kiểu gì? Đi bộ cho sức khỏe. Có thể Mika làm một dịch vụ cho anh CJ, và anh CJ làm một dịch vụ cho Mika. I giúp you, you giúp me. I giúp you. Thì nói là nếu mà làm như thế thì cũng không thể tính là làm free được đâu. Nó là một sự đánh trao đổi thôi. Thôi bây giờ nói về sự khác nhau giữa các nước đi. Anh thấy như kiểu quan điểm của các nước cũng về cái việc làm công, làm chủ này cũng khác nhau lắm. Bây giờ thôi đầu tiên hỏi Việt Nam trước. Như Nguyễn Văn Trung là cứ tự quản lý mình như vậy là vì Nguyễn Văn Trung không thích đi làm công hay là cũng không thích mở một công ty để làm chủ hay nào? Trước khi em viết nhạc thì em có làm thuê rồi. Em có làm công cho công ty của ba em, là nhà em làm âm thanh sáng. Thì trong các sân khấu ca nhạc, trước cái đêm diễn là em phải lái xe tải, em phải khiêng đồ, em phải ráp sân khấu, đi đèn, đi dây đèn, đủ thứ hết tất cả các việc. Thì cái lương của em lúc đó là chỉ có 1.2 triệu. Em phải làm hết tất cả những việc đó. Thì bây giờ nghĩ lại là phải nhờ vào cái khoảng thời gian mình đã bị ba bắt làm những cái việc đó mà bây giờ mình mới có thể biết được nhiều việc đến như vậy. Nghĩa là bây giờ khi mà em làm việc gì em cũng thấy rất là đơn giản. Ví dụ như là em set up một chương trình ca nhạc cho chính em. Khi mà em phải làm hết tất cả những công việc đó, em phải học hết, học lái xe, học chỉnh âm thanh, chỉnh ánh sáng, rồi học ráp sân khấu, vẽ sân khấu, rồi làm hợp đồng này kia, tất cả các thứ. Và em nghĩ là tất cả cái mọi việc đó mình làm là nhằm cái mục đích là phục vụ cho ước mơ của ba em là có một công ty âm thanh ánh sáng lớn mạnh. Tất cả nhân viên trong đó đều thực hiện cái ước mơ lớn nhất của ba em, một công ty âm thanh ánh sáng lớn nhất. Và lúc đó mình cũng như các anh em nhân viên khác, mình chỉ làm đúng công việc của mình, làm tròn công việc của mình để cuối tháng mình được nhận lương. Mình làm tốt hơn công việc của mình để cuối tháng mình được thưởng nhiều. Và mình dùng cái số tiền đó để mình trang trải cho gia đình. Lúc đó chính bản thân của em và tất cả anh em nhân viên đều chưa có ước mơ gì cho riêng mình. Và nếu mà nói ra thì có một vài anh em có ước mơ, mình sẽ là người chỉnh âm thanh hay nhất, mình sẽ là người chỉnh ánh sáng đẹp nhất. Thì cái ước mơ đó chỉ là một cái ước mơ nhỏ so với cái ước mơ lớn của ba em. Cho nên hồi nãy anh hỏi em là cái quan điểm là mình đang thực hiện ước mơ cho người khác là đúng. Cái đó là cái sự thật mà mình phải công nhận. Tại vì lúc đó mình còn trẻ. Thực sự là Trung không có ước mơ gì á? Lúc đó em chưa tìm ra được ước mơ của em. Tại lúc đó em chưa bị bỏ. Tại lúc đó em chưa bị bỏ. Anh ơi, thì phải bị em bỏ xin lỗi, em phải bắt anh em mình chung quan điểm quá. Đúng không gì đây? Quá đúng luôn.
quá đúng. Bên Nhật Bản đi, thì anh thấy có vẻ như là người ta sẽ thích làm công hơn là thích làm chủ một business ở đấy đúng không? Làm công nhiều hơn ạ. Em nghĩ là rõ ràng những người làm công phải xây dựng ước mơ cho người chủ. Tại vì ở Nhật Bản thì là một xã hội coi trọng quan hệ thứ bậc tuổi tác, tức là những người ít tuổi hơn hay là những người ít kinh nghiệm hơn không được phản đối hay là phải làm theo những người lớn tuổi hơn mình. Thế nên là những người làm công không thể kiểu tự kiểm soát đưa ra ý kiến, ý muốn của mình cho những người sếp. Với cả bên cạnh đó thì trong tiếng Nhật có một câu là thành tích của cấp dưới là của cấp trên, nhưng thất bại của cấp trên sẽ là do cấp dưới. Vậy nên là em nghĩ là cái câu này rất là thể hiện cái sự thật đó. Nhưng mà đây là do xu thế chung của cả xã hội, tức là mọi người nếu được quyết định là giữa việc là mở một công ty hay là đi làm công thì người ta sẽ nghiêng về hướng là thích làm công nhiều hơn đúng không? À vâng ạ. Với cả em cảm thấy là những người trẻ hiện đại thì không có ước mơ, không có nhiều cơ hội để tạo ra ước mơ riêng của mình. Nhưng mà có phải là vì cuộc sống áp lực quá không? Có. Nếu như chỉ cần có một cái chút sơ sẩy nào đấy về vấn đề tài chính của gia đình thì có thể cả gia đình sẽ gặp khó khăn đúng không? Đúng rồi. Nên là người ta thôi thà rằng chọn một cái việc an toàn là đi làm công nhưng mà thu nhập đều đặn cho mọi người hơn là mở một cái công ty riêng. Có thể rất thành công hoặc cũng có thể thất bại. Có ạ. Anh được biết là bên Nhật Bản cái áp lực cuộc sống rất lớn, số người tự tử cũng rất nhiều. Có đợt anh sang đấy công tác thì tự nhiên thấy tàu bị chậm ấy, thì người ta thông báo có người vừa tự tử. Có hai mùa tự tử nhiều. Một là vào khoảng tháng 1 và hai là vào khoảng tháng 7. Tháng 1 là sau khi kết thúc một năm thì sẽ có quyết định là người đấy có bị nghỉ việc hay cho thôi việc hay không. Hay tháng 6 là hết nửa năm thì sang tháng 7 sẽ có cái thông báo đấy. Theo cái suy nghĩ của em thôi, nó có một cái nguyên nhân sâu xa, nó là do cái hệ thống giáo dục nữa anh. Chỉ và dạy, làm theo cái khuôn mẫu, làm theo cái khuôn phép, học cách vâng lời. Thì cái đó là định hướng cho những bạn học sinh khi trưởng thành cũng phải vào một cái khuôn phép trong một tổ chức nào đó, làm việc theo một cái mệnh lệnh nào đó. Nó như vậy là nó hạn chế cái sự sáng tạo, hạn chế cái sự phát huy năng lực bản thân, giống như là cái nền giáo dục của các nước phương Tây. Sao anh? Em cảm thấy như là anh đang copy và paste cái suy nghĩ của em luôn á. Ôm nhau đi một lần nữa nha. Miễn phí. Nhưng mà cho em hỏi nha, mọi người đang nói về cái ước mơ của lập nghiệp á, nhưng mà thật sự cái ước mơ đó là cái gì? Có phải là tiền không thôi? Thực hiện ước mơ cho người khác, em thấy như suy nghĩ như vậy hơi bị tiêu cực một tí. Không phải tiêu cực đâu, tại vì thật ra tại chúng ta không biết thôi. Chủ của mỗi một công ty, một tập đoàn lớn nào đó, họ đều có cái ước mơ của họ. Thí dụ như ba anh là một công ty nhỏ thôi, ba anh cũng đã có ước mơ là sẽ là một công ty âm thanh sáng lớn nhất, chỉ là muốn được định danh như vậy. Thì dĩ nhiên cái đó là mission and vision statement, họ biết đường để mà họ đi và họ biết đường để mà họ leo. Nhưng mà sự thật em cũng đang nói là tại sao em muốn cải ngược lại thôi. Tại vì thật sự mình đi làm á là mình chỉ có kiếm tiền để mà mình tự sống, mình enjoy được cái cuộc sống của mình và mình nuôi được những người xung quanh của mình như là con cái hoặc là vợ chồng. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ là thôi đi làm chi, đi làm bây giờ mình bỏ biết bao nhiêu công sức ra để làm nhưng mà rốt cuộc thì mình chỉ có đạt được cái ước mơ cho người khác thì mình cứ nghĩ không làm gì hết. Mà nếu mà như vậy rồi thì làm gì, ăn tiền của ba mẹ thôi, chỉ có ở nhà coi phim rồi làm cái gì nữa. Mình làm một ước mơ cho chủ của công ty đó là không phải. Chủ của công ty đó là nó tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người, ai có đam mê đó đi vào làm việc. Tất nhiên là chủ có thể là nó được nhiều tiền, nhưng mà mỗi người có nghĩ là chủ nhiều lúc là bay lên cao ngã ra đau. Nên á, mình làm cái gì mình hay suy nghĩ là mình làm vì đam mê của mình. Quan trọng nhất là mình để lại một người là một cái dấu ấn trong cái cuộc sống này. Lúc mình ra đi là mọi người nhớ là ok, con bé này nó làm được cái gì, nó làm được như thế này. Và ít nhất là mình đừng bỏ phí thời gian. Xuất phát từ phần chia sẻ của Nguyễn Văn Trung, anh thấy là rõ ràng là khi chúng ta không có ước mơ để làm việc ở bất kỳ đâu ấy, chúng ta đều có cảm giác là chúng ta đang đi làm cho ước mơ của người khác. Nhưng nếu như ví dụ đơn giản thôi, khi anh ra trường, cái ước mơ của anh là có thể mua được một cái xe đạp cho mẹ, mua được một chai rượu Tây mới cho bố để bố uống. Và anh đi làm ở một công ty, tất nhiên cái công ty đấy anh làm là vì ước mơ của ông chủ của công ty đấy. Thế nhưng anh cũng có ước mơ riêng cho mình. Và nếu như chúng ta đều có ước mơ cả thì chúng ta làm công hay làm chủ thì cũng thực ra cũng đang cho ước mơ của mình. Đấy là chung là còn làm cho công ty của ba. Chứ giả sử đấy là một công ty khác không phải là của ba mình thì... Em cũng bị chửi nhiều lắm anh. Làm công ty của ba cũng bị chửi nhiều lắm. Chắc bị chửi nhiều nhất luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái câu này không phải là cái câu để tranh luận, mà cái câu này là cái câu để đặt cho chúng ta một cái điều là chúng ta phải có ước mơ. Cho dù mình làm công hay mình làm chủ, nó cũng sẽ có ý nghĩa. Ví dụ như là
ngày xưa khi mà em đã tìm ra được ước mơ của em là em muốn trở thành một nhạc sĩ rồi, thì em vẫn phải làm công cho những công ty âm nhạc. Lúc đó là mình viết bài hát, mình bán cho họ, có nghĩa là mình làm công cho họ, họ mua những bài hát của mình. Mà và mình sau này mình mới biết là trong cái thời điểm đó mình đã bị thiệt thòi rất nhiều. Bán bài hát giá rẻ, mình bị mất các khoản thu nhập phụ trợ thêm, ví dụ như là tác quyền này kia, bởi vì mình ít thông tin. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại, tất cả những cái thiệt thòi đó mình sẽ đổi lại thành là kinh nghiệm. Khi mà mình có đủ kinh nghiệm, mình có đủ lớn mạnh rồi, thì mình mới tự quyết định cái vận mệnh của bài hát đó trong tay của mình tự sản xuất được nó. Thì khi đó mình mới có khả năng mình làm chủ được, và mình làm chủ cả cuộc sống của mình. Anh đồng ý, giống như chúng ta phải xác định điểm đến của mình ở trong cuộc đời. Và để đến được điểm đến đấy thì bạn có thể lái ô tô riêng của mình cũng được, hoặc là anh em đi xe buýt. Thì cứ lúc nào nó đến gần cái điểm đấy thì mình lại xuống chọn một cái xe đến gần với cái điểm đấy. Hai là anh em mình tự lái xe. Thế tùy từ quan điểm mỗi người, nhưng quan trọng là phải có điểm đến. Cái này cũng tùy người, bởi vì là ví dụ riêng em thì em đã không bao giờ có một nơi đến xác định từ trước, hoặc là một kế hoạch. Là ví dụ khi mà em mới sang Việt Nam, em 19 tuổi, lúc đấy em chẳng biết em sẽ làm gì với cuộc đời của em. Em biết là em sẽ học xong, sau đó thì em nghĩ là có thể sẽ làm việc cho đại sứ quán Romania tại Việt Nam. Nhưng mà thực ra cuộc đời đã cho em đi một đường khác. Và em rất là thích việc dạy, không phải là chỉ tiếng Anh mà tất cả mọi thứ mà em có khả năng dạy. Thì đó là ước mơ của em. Và cứ như thế, và ai bảo là chỉ có thể có một ước mơ trong cuộc đời của em thôi. Em là kiểu nối từ đấy. Xã hội cho em một từ, em lại nối tiếp cái từ đấy. Đúng rồi, nối tiếp, nối tiếp. Em rất là đa dạng ấy. Em muốn đặt câu hỏi cho mọi người là nếu như các bạn có sự lựa chọn, các bạn muốn làm công hoặc là các bạn muốn làm doanh nghiệp, ví dụ như là doanh nghiệp với số lượng là trên 100 người nhân viên. Bây giờ được chọn giữa hai lựa chọn, một là đi làm công và hai làm chủ của một doanh nghiệp có trên 100 người. Nào mọi người sẽ thích chọn cái nào? Cái này em thì chọn công nha, em rất là sợ nhất đâu. Em cũng nghĩ là em sẽ chọn công luôn. Em sẽ làm chủ. Đứng ở cương vị của một người hiện nay đang làm chủ, cái công ty truyền thông của em hiện tại cũng chỉ có hơn khoảng chưa đến 20 người. Riêng cái việc là cuối tháng đến em phải trả lương, em thực sự là cuối tháng này em cũng trầm cảm luôn. Nhất là thời gian Covid, không có công ty nào muốn truyền thông cả, bởi vì không có thu nhập. Anh hiểu không? Cho nên là cái việc làm chủ thực sự là bạn phải có tâm. Thứ hai là bạn phải may mắn. Thứ ba là bạn phải thực sự là giỏi. Thứ tư là bạn phải biết chọn những người giỏi hơn bạn. Nếu mà bạn xác định là bạn muốn làm chủ thì bạn phải sẵn sàng là mình phải làm việc hơn cả nhân viên. Anh đồng ý. Có vẻ như trong cuộc nói chuyện này anh em mình sẽ là những người sẽ thiên về lựa chọn nào đấy nó mang tính chất cân bằng, vui vẻ với cuộc sống nhiều hơn là chúng ta chấp nhận một thách thức và căng thẳng. Giả sử nếu ai cũng muốn làm nhân viên thì ai sẽ làm chủ? Chúng mình thử nhìn xã hội của mình nó đang phát triển. Nếu không phải là do một người có thể đứng ra nói là mình là chủ, là người tạo ra, thì xã hội của mình sẽ không như bây giờ. Thật ra nha, bạn tao Thari á cũng quen biết nhiều người giàu có, và nhiều người người ta là tập đoàn chứ không phải là một công ty nha. Nhưng mà bạn tao Thari á cảm thấy họ rất là cực. Thari chưa bao giờ cảm thấy họ sướng. Họ có nhiều tiền nhưng lại không biết hưởng thụ. Ủa thế cuối cùng thì kiếm tiền nhiều như vậy, làm việc nguyên ngày như vậy, được cái gì ta? Cảm thấy người ta khổ nhưng người ta đang cảm thấy rất đã. Cái ví dụ ở trong chính nhà của anh thấy ba anh làm như vậy, nhiều tiền như vậy, nhưng ăn cơm với muối mè, vẫn đi xe máy bình thường. Thì đó. Và buổi tối thì mọi người đi ngủ thì ba lại ra sân khấu làm. Lễ Tết mọi người đi chơi thì ba vẫn ra sân khấu làm. Mình cảm thấy sao cực vậy. Nhưng có một ngày anh hỏi ba tại sao phải làm cực như vậy, mình tại sao không nghỉ ngơi. Ba trả lời là tại vì đó là ước mơ của ba. Mà ba đang có cảm giác là ba đang hưởng thụ. Em ơi sao anh bị, sao em bị anh Mình chỉ thấy họ cực nhưng mà họ không thấy họ cực. Nhưng mà mình đang muốn nghỉ ngơi mà họ nghĩ là họ đi làm là họ đang nghỉ ngơi. Em nghĩ phải kết luận lại một việc là thực sự người mà tìm ra ước mơ lớn mà để vất vả mà thấy vẫn yêu thích và vẫn thấy đam mê như là ba của Nguyễn Văn Trung, anh nghĩ là một điều rất may mắn. Thì không phải ai cũng tìm ra ước mơ phù hợp, thì điều đấy nói chung là cuộc sống riêng của mọi người thôi. Đừng bao giờ bảo những người nhiều tiền cách tiêu tiền như nào, họ nhiều tiền hơn mình, không phải lo. Thế tất nhiên rồi. Mình nên tập trung ước mơ của mình. Nói thật, ước mơ của anh là được làm một nhạc sĩ, nhưng mà anh viết quá dở. Em viết là đến bài thứ 5 là hay rồi, anh viết đến bài thứ 50 vẫn dở. Nên anh quyết định là bỏ đi và làm nghề biên kịch. Nhưng mà gì, nghề biên kịch mà kiếm được tiền mà dư giả một chút, anh lại mua một cây đàn. Mặc dù sau đó thì anh lại có thể hôm nào say rượu lại tặng mất cây đàn đấy. Hôm nào anh em mình nhậu nó thích mình tặng. Nhưng bây giờ cái chủ đề này thực ra là vì ở đây ấy, nếu mà tính ra người Việt Nam thuần Việt ấy, thì chỉ có anh với Nguyễn Văn Trung ở đây thôi.
Còn lại tất cả từ Harry Won và tất cả các em thì đều là người nước ngoài hoặc là có bố mẹ là người Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ đang có một cái xu thế mà báo chí cũng nói rất nhiều, tức là bỏ phố về quê, tức là lúc nào cũng cho rằng công việc căng thẳng quá rồi ở phố thì đại khái nó không thể thực hiện được các ước mơ. Anh cũng thấy nhiều bạn thì cũng muốn bỏ phố về quê nhưng mà yêu cầu là dưới quê đều wifi phải mạnh, rồi thi thoảng ra vườn để chụp bông hoa thì phải up lên ngay. Chứ nếu như ở nhà mà lại làm việc quần quật xong cuối cùng lại không up được ảnh thì hơi mệt. Và cũng có nhiều bạn thì vỡ mộng cũng phải quay trở lại thành phố. Thế nhưng cái câu chuyện đấy nó dẫn đến một việc, thì anh muốn hỏi một câu này liên quan câu vote của chương trình: bỏ phố về quê có phải là vì không thành công được ở phố nên phải về quê không? Anh hỏi dễ hơn cho Mikachu hiểu nhá. Em không chọn lập nghiệp ở Pháp bởi vì có thể là lập nghiệp ở Việt Nam dễ hơn đúng không? Ở Pháp là khác, không phải dễ. Mình sẽ gặp những vấn đề khác. Ví dụ ở Pháp truyền luật về nhân viên rất là mạnh, cho nên nếu em muốn trở thành chủ ở Pháp thì sẽ rất là khó, bởi vì em phải trả nhiều phí. Và nếu em muốn fire ai đó thì em không có quyền lực như vậy, bởi vì nhân viên có nhiều quyền lực chủ. Cho nên em nghĩ là ở Pháp khó hơn với Việt Nam, bởi vì em nghĩ là Việt Nam là một nước đang phát triển và em cũng đang phát triển với Việt Nam. Bởi vì Pháp đã phát triển rồi, mình có nhiều luật rồi, nhiều công ty rồi, đối với em không có cái challenge. Ở đó em biết suy nghĩ của người Pháp, em biết văn hóa, em biết tự vững, cái gì em cũng biết. Nhưng mà ở Việt Nam là một nước văn lạ, văn mới, cho nên dù các bạn đang nói chuyện em có thể không hiểu 100%, nhưng mà em cảm thấy em rất là may mắn để ở đây, để ở Việt Nam, để có thể phát triển giấc mơ của em. Cái câu hỏi này á, chúng ta đừng có nên tập trung là ở phố hay ở làng. Dạ. Mà chúng ta nên tập trung là ở nơi nào chúng ta được phát triển, mình có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, nâng cấp cuộc sống của mình thì mình chọn ở đây. Nếu ở quê mình có cơ hội thì mình chọn về quê. Nếu ở nước ngoài mình có cơ hội, mình sẵn sàng ở nước ngoài. Đó là lý do mà em không đi Úc, mặc dù em đã có cơ hội đi Úc. Nếu bạn cảm thấy không phải ở thành phố bạn không thành công, bạn về quê, mà là bạn cảm thấy là bạn về quê bạn sẽ trở thành tốt hơn, vui hơn, cuộc sống bạn bình yên hơn, thì bạn có thể chọn về quê. Nếu mà người ta không phải là thất bại nhưng mà có thể thành công, ví dụ nếu mà mình có một công việc ổn định, và cái này cũng có thể gọi là thất bại không? Anh em mình đúng là vì chúng ta cứ đặt mục tiêu là giữa phố và làng, thì tức là một bên phải rất là cao, một bên rất là thấp, thì đấy là gọi là một cách nào đấy chúng ta chạy trốn. Nhưng mà đúng như là nếu mà chúng ta nhìn nhận từ góc độ là để thực hiện ước mơ của mình thì bất kể chỗ nào mà nó tốt cho việc thực hiện ước mơ thì mình thực hiện. Có thể đấy là ở phố hay là ở làng. Một người bán giày, anh ấy được chọn hai đại lý để bán. Một là ở một thành phố đông đúc, hai là ở một hòn đảo mà người dân trên đó không có đi giày. Thì anh ấy sẽ chọn bán ở đâu? Thì cái câu chuyện này là anh ấy cuối cùng chọn đến cái hòn đảo đấy, làm cái nơi chưa có sự phát triển, chưa có nền văn minh. Anh ấy mở cửa hàng giày đó và anh ấy bán được tất cả giày cho tất cả người dân ở trên đảo. Cho nên câu trả lời ở đây á, là mình cảm thấy ở nơi nào có cơ hội thì mình nên chọn về đó. Em vô là no, nhưng mà em cũng quan điểm với anh. Ý của em là không phải vì thất bại ở thành phố mà xuống quê để làm, mà vì mình nghĩ ở quê sẽ ngon hơn. Cái Valen chọn thất bại là thất bại trong sự nghiệp. Còn nếu mà mình nói về cái thất bại trong cảm xúc mình là khác. Đúng, ở hai nơi mình có thể thành công. Giống như Valen ở hai nơi có thể thành công. Nhưng mà Valen chọn ở Việt Nam là bởi vì Valen thấy Việt Nam vui hơn. Đúng rồi. Là mình thành công về cảm xúc của mình. Đúng rồi, hay là em chỉ không nghĩ sâu như thế. Em chỉ là bởi là thích và rất là thích ở đây thì ở đây mãi thôi. Có lẽ là nhiều người cũng biết, nhưng mà Nigeria có hơn 200 triệu người. Nigeria cũng là đất nước mà có GDP lớn nhất châu Phi. Có lẽ là Nigeria phát triển hơn Việt Nam. Và vì số lượng dân nó nhiều như vậy, anh đi đến đất nước nào cũng sẽ có ít nhất một người Nigeria. Rất nhiều người thấy là ok fine, tuy là tôi rất giỏi nhưng mà không có sân chơi của tôi ở đây, nên là người ta đã phải đi ra một đất nước khác để người ta có thể xây dựng ước mơ của họ. Thế cho nên là cái việc là mình đi về quê chưa chắc là thất bại, có thể là bởi vì họ giỏi nhưng mà chưa có cơ hội để được bung lên. Bạn sống ở đâu và bạn cảm thấy bạn được hạnh phúc, bạn cảm thấy bạn được sống một cuộc sống mà đối với bạn nó là thành công, thì bạn hãy ở đấy. Ok, cũng cái ví dụ của em nó giống như là một đội bóng mà có nhiều cầu thủ giỏi. Vâng. Nhưng mà chỉ có độ khoảng 11 ông ra sân thôi. Chính xác. Mình không may lại là ông thứ 12 hoặc ông thứ 13. Mà mình có thể hoàn toàn về một đội bóng khác mà mình được đá chính. Chính xác. Thì quan trọng là mình được đá bóng và mình được cống hiến cái tài năng đấy. Ý em là vậy đúng không? Chính xác. Anh hiểu rồi. Thực ra thì em vẫn chưa tìm được cái ước mơ hay là đam mê của em ạ. Làm thế nào để mình có thể tìm kiểu
ước mơ, đam mê của mình. Nhưng mà em xin lỗi nha, em lại bắt đầu có một cái suy nghĩ khác rồi anh ạ. Lại bắt đầu suy nghĩ khác. Lúc nào cũng vậy. Tức là về ước mơ, em cảm thấy như là khi mà chúng ta dùng cái từ là bạn phải có ước mơ, em cảm giác như là chúng ta đang bị gò bó cho một cái suy nghĩ quá nhiều. Bạn không cần thiết phải cứ chờ đến ngày mà bạn có ước mơ bạn mới cảm thấy như là bạn đã thành một người. Không. Cứ sống thôi. Cảm ơn em. Nhưng mà như CJ vừa rồi lo lắng, anh nghĩ cũng là một hướng. Tức là chúng ta đôi khi cái việc tìm ước mơ cho cuộc đời mình cũng là một dạng ước mơ. Nếu ước mơ có thể tìm được ước mơ cho mình. Chính anh nghĩ như vậy. Anh thì anh nghĩ rằng là với bản thân anh ấy, cái việc mà có ước mơ nó đã khiến anh được ngồi ở đây. Ví dụ như là ngày xưa thời học cấp 3 anh không có lựa chọn, bố mẹ đã chọn việc rồi. Là anh sẽ phải học khối B, và một là anh sẽ làm bác sĩ, hai là anh sẽ phải chọn một ngành ở đấy khối B. Thế thì khi mà anh đi thi đại học ấy thì anh phải chọn một trường học về y và một trường là về một khối B là trường về nông nghiệp, để nếu trong trường hợp mà anh có trượt trường y dành cho người thì anh sẽ làm bác sĩ cho động vật. Đó. Đến khi vào học ở trong trường đấy thì anh phát hiện ra là làm bác sĩ cho động vật rất khó, thế anh quyết định làm bác sĩ cho cây. Đấy, thế anh lại học sang cây. Thế nhưng mà anh phát hiện ra rồi cuối cùng tại sao anh lại trở thành một biên kịch, rồi lại thành một diễn viên, rồi bây giờ lại ngồi đây dẫn chương trình ấy, là vì suốt thời cấp 3 của anh mê được lên sân khấu. Anh rất thích những diễn viên. Ví dụ như ngày đấy anh ước mơ được một lần trong đời được gặp anh Chí Trung, một lần trong đời được gặp anh Xuân Bắc, anh Tự Long, được một lần trong đời gặp anh Chí Tài, anh Hoài Linh, rồi vân vân này nọ. Anh xem đi xem lại những cuốn băng đấy. Cứ bữa trưa về ăn cơm là anh ngồi anh xem, và anh ước mơ là ui, ra một ngày nào đấy mình có thể được như vậy. Hay là anh xem Bryan Adam hát bài Everything I Do chẳng hạn, là anh xem đi xem lại và ui, cái áo bò kia rồi cái quần bò kia, đến một ngày nào đấy mình mặc bộ này, mình cầm cái đàn mình hát trên sân khấu không? Đấy là ước mơ của anh. Mặc dù anh vẫn phải đi theo cái hướng mà gia đình chọn. Thế nhưng anh phát hiện ra rồi, sau đấy anh đi làm ở một cơ quan nhà nước, rồi anh lại ra làm cho một công ty công nghệ. Nó chả liên quan đến việc anh đang làm ở đây giờ. Nhưng mà góc độ nào đấy anh cứ vẫn luôn luôn cứ ghé vào phía sân khấu. Góc độ nào đấy anh cứ chọn cách nào để được gần sân khấu. Và đến một ngày cơ hội nó đến và anh ngồi đây. Thế anh nghĩ rằng nếu như anh không có cái ước mơ đấy thì anh đã không ngồi đây. Chỉ ít là cũng phải có ước mơ. Tất nhiên là với nhiều người thì tại sao lại phải ước mơ nhỉ? Mình cứ sống vui mỗi ngày. Nhưng mà như vậy mình có thể nói cái ước mơ của mình là một cái sở thích không anh? Anh nghĩ là nó giống như một ngọn hải đăng ấy. Yeah. Và dù rằng em có thể đi vòng vèo một hồi, em có thể đi theo dòng biển này, dòng biển kia, em phải tránh đá ngầm, nhưng kiểu gì em vẫn cứ đi em. Đúng rồi. Giống như em nha, em là một người cực kỳ, em cảm thấy rất là may mắn. Hồi xưa em rất là thích ca hát, em rất thích múa, và em rất thích diễn, và em rất thích viết cuốn sách nữa. Và hồi xưa em cũng rất là thích chăm sóc, cho nên em muốn làm trở thành y tá nữa. Và em cũng muốn làm kế toán, tại vì em rất là thích đếm tiền. Mà tự nhiên bây giờ vô tình nha anh. Được làm hết tất cả rồi. Được đếm tiền luôn. Bây giờ em làm hết anh. Hồi nhỏ em đã từng có viết cuốn sách, tuy là mình chưa có viết tới tận cùng. Mà bây giờ phim gì mà em thấy có những cái chủ đề hay hay là gì đó, chồng em với bạn á, ban đêm tự nhiên làm ra một cái kịch bản. Chồng em còn nói là em làm kịch bản cho anh được không? Anh còn nói em vậy luôn. Mà em nói là không, tiếng Việt em nó không có đủ để em có thể viết những ra cái đó, nhưng mà em có thể là xây dựng một cái sườn, và có thể là những cái thịt rồi hai bên có thể là nối với nhau chẳng hạn. Cho nên á, bây giờ cuối cùng á, những cái ước mơ của em á, làm được hết tất cả mọi thứ. Em cảm thấy rất là vui vì khi hồi nhỏ em tự suy nghĩ tới là Harry muốn làm cái này, Harry muốn làm cái kia. Tại vì giống như anh nói đó, nó giống như là một cái ngọn hải đăng. Và kéo mình dần cuối về. Cùng thì nó kéo mình dần. Và cuối cùng mình làm cái nghề đó, bây giờ em đang rất là hạnh phúc. Còn Nguyễn Văn Trung thì sao? Dạ, ngày xưa em có nhiều ước mơ lắm, em ước mơ trở thành cầu thủ đá banh. Rồi nhưng mà em biết là mình đá banh không hay. Hồi nãy mà em nhìn khỏe mạnh thì em cũng thấy rất giống với em cái hồi mà lớp 12 và năm nhất. Lúc đó là mình thật sự mình chưa biết ước mơ của mình là gì cả. Mình học là vì ba mẹ bắt học, giống như anh. Đúng. Vậy. Em là Lê Hồng Phong ban D, có nghĩa là chuyên Anh, nhưng mà mẹ em bắt em thi vào Bách Khoa là ban A. Cho nên điều đó rất là vô lý, và em tất nhiên là em trượt rồi. Thế xong em học xong một trường. Dạ, và em lúc đó em đã biết chắc là em trượt, cho nên em đã ghi danh một cái trường dự bị để em trượt, cái em lướt qua bên đây. Bên du lịch khách sạn. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn lại, nếu mà ngày xưa mình theo du lịch khách sạn thì năm vừa rồi là mình tèo rồi. Cho nên em cảm thấy là ở một cái thời điểm, cái khoảnh khắc nào đó, ngày xưa khi mà em đã trải qua cái biến cố đó, nó cho em một cái lựa chọn. Lúc đó nó chưa phải là ước mơ nữa, em chỉ học nhạc để em đỡ buồn trước thôi. Và em nghĩ là có lẽ mình sẽ đi làm cho công ty của ba. Nhưng mà khi làm cho công ty của ba rồi, cái mình cảm thấy em với ba có nhiều cái mâu thuẫn quá. Đồng thời lúc đó là ở bên cái lĩnh vực âm nhạc, em có một vài cái thành tựu nhất định. Và những cái thành tựu đầu tiên đó nó cho em một cái động lực.
là một cái niềm tin là mình có thể làm được việc này. Thực sự lúc đó em đã tìm thấy được một cái điều mà mình cảm thấy vui, cảm thấy thích. Mình cảm thấy mình ngồi mình trên cây đàn, ngồi mấy tiếng cũng được. Nảy sinh cái ước mơ của em là em sẽ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Thì khi mà em đã có cái ước mơ đó rồi thì em bắt đầu em xây dựng từng viên gạch để thực hiện cái ước mơ đó đến ngày hôm nay. Đúng rồi. Nên là khỏe mạnh cũng đừng lo lắng về việc là bây giờ em chưa tìm ra định hướng gì. Ngày xưa bọn anh trẻ như em cũng thế thôi. Vâng. Và em cứ yêu thích, dần dần em sẽ có những thành công trong cuộc sống. Và những thành công sẽ nói cho em biết rằng là em nên chọn con đường như nào để có thêm nhiều những cái thành công đấy. Chính xác. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi chọn một cái chủ đề mà gây khó khăn rất nhiều cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Đó là chủ đề lập nghiệp. Ai chúng ta cũng sẽ muốn có một sự nghiệp lừng lẫy, ai cũng muốn có một cái sự nghiệp có thể để lại được nhiều thứ cho bản thân mình cũng như thế hệ sau, vân vân. Chúng ta đều có những ước mơ hoặc là tạm thời chưa tìm ra ước mơ. Chúng ta có thể chọn chỗ lập nghiệp là một chỗ mà phồn hoa đô hội, nhiều cơ hội, hoặc là có thể chọn một nơi thanh bình, ít cơ hội hơn nhưng mà mình lại được thể hiện nhiều hơn, vân vân. Có rất nhiều cách bạn lập nghiệp ở đâu cũng được, nhưng mà có một điểm chung, đó là cái điều này thì chắc chắn, đó là không có thành công nào dễ dàng. Và phải rất bản lĩnh và ý chí để vượt qua những khó khăn, vượt qua những thất bại thì thành công mới có. Và thành công có rồi cũng không đảm bảo rằng đấy là thành công mãi mãi. Chúng ta có thể lại gặp tiếp những thất bại và chúng ta lại tiếp tục vượt qua. Và đó chính là cái mà chúng tôi chọn cái trò chơi nối từ ngay từ đầu là như vậy. Chúng ta sẽ nối được từ hay, có những lúc lại nối thành từ dở, có lúc lại thành từ hay, có lúc lại thành từ dở, vân vân. Nhưng đó là một cái chuỗi trong cuộc sống của chúng ta và đấy chính là cách mà chúng ta lập nghiệp. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi ngồi ở đây trong cùng một sân khấu của chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Có thể coi như là chúng tôi đang ở chung một ngọn núi và có thể các bạn ở đây leo từ các ngọn núi khác nhau cũng chính là một cách lập nghiệp. Tôi có thể leo từ một chân núi khác, Nguyễn Văn Trung leo từ một chân núi khác, Harry Won leo từ một chân núi khác và các bạn khách mời người nước ngoài cũng vậy. Chúng ta leo từ nhiều chân núi khác nhau nhưng để ngồi ở đây cùng với nhau chắc chắn đó là luôn luôn phải làm việc một cách chăm chỉ, tận tâm, phải có nghị lực để vượt qua những thất bại của mình. Và cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì dù các bạn đến từ nhiều đất nước xa xôi nhưng chúng ta cũng đã có mặt ở đây và cũng có những đóng góp trong sự phát triển của đất nước chúng tôi, đặc biệt trong cả lĩnh vực giải trí. Như là chương trình Nhập Gia Tùy Tục này rất nhiều người yêu thích vì có sự tham gia của các bạn và đó là sự cống hiến của các bạn cho chương trình này và thay mặt chương trình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy cũng là thông điệp mà chúng tôi ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả anh em chúng ta ra phía trước để chào khán giả. Mời mọi người. Thưa quý vị, vẫn như mọi khi nhưng anh em chúng tôi vẫn cãi nhau đều và những cuộc tranh luận nếu như không phanh lại thì chắc là sẽ còn cãi nhau dài nữa. Nhưng chương trình đã hết thời lượng rồi nên chúng tôi xin khép lại tại đây. Chương trình Nhập Gia Tùy Tục do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.